Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Peo. Thì tiếp tục với chuyên mục top 5 Mini World, thì hôm nay mình sẽ tổng hợp top 5 map pixel đẹp nhất Mini World anh em ạ. Đó, hôm nay mình sẽ tổng hợp top 5 map mà build dạng pixel anh em ạ. Đó, build dạng pixel mà đẹp nhất trong Mini World. Đây là đánh giá ý kiến chủ quan của mình thôi. Anh em nào thấy map pixel nào mà hay mà đẹp hơn thì đừng quên bình luận phía bên dưới anh em nhé. Đó, ID của từng map thì mình sẽ để ở phần mô tả và cả phần bình luận được ghim nữa. Anh em có thể kéo xuống dưới phần bình luận được ghim nữa, anh em sẽ thấy ID của từng map anh em nhá. Ok, thì đến với con map đầu tiên của hôm nay là một con map pixel của bạn Mèo Con Nè. Đó, Mèo Con Nè là một thành viên trong gia đình mèo nhá, và mình thấy là bui bạn ấy build pixel khá là đẹp luôn anh em ạ. Đó, Mèo Con Nè build pixel khá là đẹp luôn. Thì đây chỉ là phía sau mình chỉ là hai cái nhân vật nhỏ thôi, phía trước gọi cái đặc biệt cơ anh em ạ, phía trước là cái đặc biệt cơ. Đây, mình chỉnh góc nhìn nhá, chỉnh góc nhìn cái nào. Ok, đây là một con map bu mình thấy cực kỳ đầu tư luôn anh em ạ, cực kỳ đầu tư luôn. Đó, anh em thấy không, đây là hình. Mình thì cũng không, dạo này mình cũng không đọc anime nhiều, mình không xem anime, cả đọc manga nhiều. Nếu mà những cái bộ cũ, những cái bộ từ ngày xưa ấy, bộ cách đây khoảng tầm 4-5 năm về trước ấy, thì mình biết. Còn những cái bộ anime với cả manga về sau ấy, thì mình không có coi nhiều, mình không rõ lắm. Thì mình thấy Mèo Con Nè cực kỳ đam mê mấy cái này anh em ạ. Đó, Mèo Con Nè cực kỳ đam mê mấy cái này luôn. Đây là nhân vật gì mình cũng không rõ nhân vật gì luôn anh em ạ. Bạn nào biết được nhân vật gì thì comment phía bên dưới cho mình nhá. Mình sẽ ăn gà chạy cho nhanh nào. Đây có gà đấy mà quên mất. Đấy, quên mất là ăn gà cộng áo bóng đá là sẽ chạy nhanh hơn anh em nhá. Đấy, đây là một cái mình cũng không biết đây là cái gì luôn. Nói chung là mình nhìn thấy khá đẹp anh em ạ. Đó, đây hình như không nhìn thấy Ken này. Keniki à, đúng không nhỉ? Mình nhớ không nhầm, đây là Keniki này. Wow, bui Mèo Con Nè bui pixel cực kỳ đẹp anh em ạ. Đó, anh em thấy không? Trời ơi, cực kỳ nhiều hình luôn. Thì như map này nó khoảng map này mình nhớ không nhầm là có khoảng 56 hình anh em ạ. Ồ, có cả thu nhỏ luôn này. Trời ơi, bà này rảnh thật, thu nhỏ lại này. Wow, đây là hình thu nhỏ mà nhìn đẹp kinh. Đấy, anh em thấy ghê chưa? Thấy build kinh không? Build pixel kinh không? Anh em thấy kinh chưa? Nói chung là mình không có hoa tay, cho nên là mình build mấy cái này gà lắm anh em ạ. Đó, mình build mấy cái này gà cực luôn. Đó, anh em thấy không? Trời ơi, build pixel cực kỳ gắt luôn. Mình đã để ánh sáng thực nhá. Mình để ánh sáng thực cho nó sáng hơn một chút, bởi vì map này mẹ ấy để thời gian nó khá là tối. Để ánh sáng thực nhìn cho nó đẹp. Ồ, đây là gì nhỉ? Mình quên mất tên rồi. Mình mấy cái bộ manga với cả anime dạo này mình ít xem anh em ạ. Dạo này mình ít xem lắm, mình quên mất tên rồi. Thì như đây là mình quên mất tên, đây là ai rồi, mình không nhớ tên thật luôn ý. Mình thấy nhiều cực kỳ luôn, mình không nhớ tên luôn ý, bởi khá là lâu rồi mình không coi anime. Bởi những cái bộ mà cách đây khoảng tầm 3 hay 4 năm trước thì mình biết hết luôn, nhưng mà dạo gần đây mình ít coi rồi cho nên mình cũng không rõ lắm. Ô, lại có hình mới này. À, cái hình này hình, đúng rồi, cái hình này Mèo Con Nè mới build thêm này, đúng rồi, mới build thêm cách đây có vài ngày anh em ạ. Đó, mới build thêm vậy, anh em thấy không, build cực kỳ gắt luôn. Đó, có khoảng tầm, đây là một bức này, một tấm này, anh em thấy không, build màu sắc cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ ngầu luôn, anh em thấy chưa? Hai tấm này, ba tấm này, wow. Đấy là Mèo Con Nè giỏi mấy này lắm anh em ạ. Mèo Con Nè giỏi build tượng với cả mấy cái pixel này lắm, thánh luôn đấy. Đấy, anh em thấy không? Đây mới chỉ top 5 nhé, đây mới là top 5 thôi anh em ạ. Còn top 4, top 3, top 2, top 1 nữa cơ. Top 1 là một người mà chắc anh em cũng biết nhiều rồi. Top 1 vua pixel thì anh em chắc là nói về chủ đề pixel cho anh em biết là top 1 là ai rồi. Nếu mà anh em nào mà hay coi, anh em nào mà hay đam mê mấy cái pixel đấy thì chắc chắn là biết top 1 là ai luôn, mình khẳng định luôn. Chưa cần coi hết video cũng biết được top 1 là ai rồi. Đấy, thì đây là con map top 5 của hôm nay anh em nhé. Đó, đây là mình đánh giá con map này ở vị trí top 5 anh em ạ. Đó, vị trí top 5 là màu sắc cực đẹp luôn. Lúc đầu mình tính là cho cái con map này tầm khoảng top 3 hoặc top 4 cơ, nhưng mà thôi mình top 5 đi, để top 5 đi. Kiểu vì khởi đầu cho nó đẹp mắt tí đó, để con map này để đầu tiên cho nó câu view anh em hiểu không? Đấy, để vào phát nhìn nó đẹp đẹp, anh em vào coi nhiều câu view là chính. Đó, anh em thấy không? Đấy, thực ra là mình thấy ấy, hôm nay mình chọn ra top 5 ấy là cực kỳ đau đầu anh em ạ, cực kỳ đau đầu luôn. Có rất là nhiều map pixel mà còn đẹp nữa cơ anh em ạ. Đó, nhưng mà mình phải bắt buộc phải chọn ra top 5, cho nên là hôm nay là chủ đề ngày hôm nay mình thấy là cực kỳ khó chọn lựa anh em ạ. Đó, mình phải chọn map ra top 5 đấy. Thì nữa mình sẽ bonus thêm khoảng 1-2 map nữa cũng khá là hay ho, khá là thú vị anh em ạ. Đó, cũng khá là thú vị luôn, của một thanh niên build cũng khá là gắt luôn, build cả 3D, build cả nhà lẫn pixel cũng khá là gắt luôn. Đó, thì tí nữa mình sẽ cho anh em coi nhé. Đây, thì đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại con map top 5 của ngày hôm nay anh em nhé. Đó, đây là con map top 5 này. Ôi, mình để tầm nhìn tối đa mà không nhìn hết luôn. Đấy, thì ấn tượng nhất là 3 tấm về sau này.
mình ấn tượng nhất ở cái map này là ba tấm phía sau này. Ê, tính anh nhá, ba tấm phía sau luôn. Đây, mình ấn tượng nhất là ba tấm này, bắt đầu từ tấm cái bạn một tóc xanh nước biển này, đó đó đó, từ cái bạn tóc xanh nước biển này ấn tượng nhất luôn đấy. Xong đến cái bạn tóc trắng này, mình không biết tên bởi vì mình cũng dạo này mình không coi anime nhiều cho nên mình không thể là biết tên được. Anh em nào mà biết tên những nhân vật này thì comment ở phía dưới cho mình biết nhá. Đó, anh nhìn thấy không? Đấy, bạn này đấy. Đây là ba tấm mình thích luôn. Đây, cả một tấm mới nữa. Đó, anh nhìn thấy không? Đúng kiểu ba tấm mình thích luôn. Đây 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 đây. Bạn tóc xanh là cây nữa, đúng rồi. Ui, cái map này nó rộng quá, không nhìn được hết anh em ạ, chỉ nhìn được hai tấm thôi. Đó, đây là ba tấm mình thích nhất nhá. Ok, thì chúng ta đến với con map từng top thứ 4 của ngày hôm nay anh em nhá. Ok, đến với con map top 4. Ok, đến với con map top 4 của ngày hôm nay là một tấm pixel cực kỳ to anh em ạ. Phải gọi là cực kỳ to luôn mà có cả đầy đủ màu sắc luôn anh em ạ. Đó, mình đứng thế này thì anh em không thể nào nhìn được đâu. Mình sẽ bay lên cao để cho anh em coi toàn cảnh cái tấm pixel này anh em nhá. Đó, đây là vị trí thứ 4 ngày hôm nay do mèo béo đánh giá. Đó, chỉ là do mèo béo nhá, nhắc lại là do mèo béo đánh giá thôi nhá. Còn những bạn khác có thể thấy là những cái tấm pixel, những cái map pixel khác nó đẹp hơn, build đẹp hơn thì có thể bình luận phía bên dưới cho mình biết nhá. Đó, mình luận ID cho mình biết nhá. Mình biết là còn nhiều map khá là đẹp luôn mà mình không thể tìm hiểu hết được. Thì đây là những cái con map mình đánh giá là build pixel đẹp nhất anh em ạ. Build pixel đẹp nhất ở trong menu anh em ạ. Đó, bây giờ sẽ bay lên cao này. Đó, anh em nhìn này. Đấy, bức tranh sẽ dần lộ diện. Ồ, hấp dẫn. Màu sắc cực kỳ tươi luôn. Ồ, cực kỳ cầu kỳ luôn. Anh em thấy không? Wow, ngầu chưa? Ê, cái này như nào nhỉ? Mình cũng không biết cái này giống cái gì nhỉ? Ông này. Mình cái này hình như trong cái game gì ấy nhỉ? Bạn nào chơi game gì mình thấy giống Xin Dao à? Giống Xin Dao Triệu Tử Long ấy nhỉ? Mẹ, anh em ở chơi Liên Minh không? Giống Xin Dao Triệu Tử Long phết nhỉ? Đó, anh em thấy không? Khá là giống Xin Dao Triệu Tử Long luôn. Anh em thấy chưa? Đây, mình bấm F9 này. Đó, anh em coi toàn cảnh đây hết rồi đấy. Đây là toàn cảnh của cái bức pixel, anh em thấy không? Cực kỳ đầu tư, cực kỳ to luôn, anh em thấy chưa? Đây là tấm pixel top 4 ngày hôm nay anh em này. Của một bạn hình như là ID1002. Mà thường thì ID1002 là người Trung Quốc anh em ạ. Đó, ID1002 là của người Trung Quốc anh em nhá. Đó, bởi vì cái ID1002 ấy là của Admin này tổng hợp những cái map nổi tiếng, những cái map được nhiều người tải từ bên Trung Quốc, từ bên server Trung Quốc để chuyển qua server quốc tế anh em ạ. Đó, cho nên là cái ID1002 anh em cứ kêu là tại sao ID1002 nó anh em build kinh thế đấy. Nhưng bạn cứ kêu là 1002 là thánh build nhưng thật không phải nhá anh em nhá. Không phải 1002 đâu. Cái ID1002 chỉ là để tổng hợp anh em ạ, chỉ tổng hợp những cái map từ bên server Trung Quốc mà bên đấy bên admin họ cảm thấy là những cái map này có thể quảng bá cho toàn thế giới thì họ sẽ chuyển từ bên server Trung Quốc qua bên server quốc tế anh em ạ. Bởi vì server Trung Quốc ấy là họ chơi riêng chứ họ không chơi chung với bản quốc tế. Cho nên là những cái map mà nổi tiếng bên đó ấy, họ sẽ chuyển qua cái ID là 1002. Anh hiểu không? Đấy là cho nên ID của 1002 ấy. Đó, ID 1002 là tổng hợp những cái map mà nổi tiếng từ bên Trung Quốc qua. Anh em hiểu không? Đó, thì ok. Đây là con map top 4 ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với con map top 3 anh em nhá. Con map top 3 của mình nghĩ là một con map khá là quen thuộc với anh em rồi. Chắc cũng nhiều bạn coi rồi. Ok, bây giờ chúng ta đến với con map top 3 nào. Ok, hiện tại là mình đang đứng trong một con map pixel mà mình đánh giá là top 3 của ngày hôm nay anh em ạ. Đó, top 3 của ngày hôm nay. Và mình cũng bật mí trước cho anh em nhá. Mình bật mí trước cho anh em là top 3, top 2, top 1 đều là cùng một người anh em ạ. Đều là cùng một người build luôn. Đó, thì và nhìn với cái phông đen trắng với cả mình tiết lộ là cùng một người build thì chắc là anh em cũng biết là ai rồi đúng không? Đó, thì đây, mình cũng bay lên luôn này. Cái tấm này chắc chắn là nhiều bạn biết rồi mà mình cái người này cũng chắc chắn là cũng có rất là nhiều bạn biết cái người này. Mình có thể gọi là đây là thánh build pixel anh em ạ. Thánh build pixel của Minua luôn. Thì cái anh này có hai nick em ạ. Anh này có hai nick thì mình tiết lộ có hai nick đấy. Hai nick anh em có thể nhầm là hai người khác nhau nhưng thực ra là cùng một người. Đó, mặc dù là hai nick khác nhau nhưng mà cùng một người. Đấy, bây giờ mình sẽ bay lên cho anh em coi này. Anh em thấy không? Tấm đen trắng chắc anh em nhiều biết rồi. Anh em thấy không? Mình sẽ bay cao hết cỡ này. Đổi tầm nhìn. Đó, nhìn nửa này là chắc là biết là ai rồi đúng không? Đây, bay lên cao nữa. Ui, cực kỳ to anh em ạ, cực kỳ to luôn. Wow, thấy chưa? Ngầu chưa? Anh em biết là ai chưa? Đấy, một nhân vật trong One Piece nha. Đó, trời ơi, build cực kỳ gắt luôn. Trời ơi, to đến mức mà mình bay mãi vẫn chưa hiện được hết cái phần đầu không kiểu. Uầy, không phải tin luôn. Đấy, cực kỳ đầu tư anh em ạ, cực kỳ đầu tư chi tiết tỉ mỉ luôn. Anh em thấy gắt không? Gắt chưa? Kể cả chi tiết ở mắt này anh em thấy không? Chi tiết ở mắt nhá, đấy không? Chi tiết ở mắt này. Đấy không? Ui, cái này tấm này to quá anh em ạ, to quá, không thể nào nhìn được hết luôn. Đây, chỉ nhìn được đây này thôi.
Ui, đó, cực kỳ rộng anh em ạ, cực kỳ to luôn. Đấy anh em thấy không? Mình đang để tầm nhìn tối đa anh em biết đó, đang để tầm nhìn tối đa nhá. Hiện tại là mình bay lên trên 300 rồi. Ôi, mình bay lên từ gần 300 lốc rồi anh em ạ, đó. Tầm nhìn tối đa nhưng chỉ được khoảng tầm 300 lốc thôi. Đó anh em thấy không? Không thể nhìn được. Nếu mình bay nữa được không? Mình bay lên cao nữa sẽ bị mất hình. Anh em thấy không? Đó chỉ bay tầm khoảng 290 lốc thôi. Đó anh em thấy không? Đây, toàn cảnh với tấm pixel đây. Vị trí top 3 xứng đáng top 3 chưa anh em? Có nhiều bạn chắc cũng nghĩ là cái tấm này có khả năng được top 1 không, nhưng mà theo mình thì tấm này sẽ là top 3 anh em nhá. Bởi vì dù sao thì cái top 3, top 2, top 1 thì vẫn là cùng một người anh em ạ. Đó thì mình đánh giá là cái tấm top 1 nó hoành tráng hơn anh em ạ. Nó hoành tráng và nó kiểu là nó thú vị hơn đấy, nó không bị nhàm chán, kiểu cảm giác là mình hấp dẫn hơn anh em ạ. Đó thì đây là cái tấm thứ 3 ngày hôm nay anh em ạ. Thì mình tiết lộ cái tấm này chắc cũng nhiều bạn biết chủ nhân của cái tấm này rồi đúng không? Thì mình cũng tiết lộ luôn là cái người build cái tấm này ý, cái tấm pixel này là người Việt Nam anh em, đó là người Việt Nam luôn. Top 5 của ngày hôm nay thì có 4, không phải, có 4 map của người Việt Nam, nhưng thực ra chỉ có 2 người thôi kìa. 4 map nhưng lại chỉ có 2 người, bởi vì là có 3 map ý, có 3 map top 1, top 2, top 3 lại của cùng một người luôn. Đấy, thì anh em hiểu thế nào là thánh build pixel như nào ở đấy, anh em hiểu không? Còn cái map vừa nãy, cái map tướng quân vừa nãy là của người Trung Quốc anh em ạ. Đó thì mình cũng rất là tự hào là người Việt Nam có thể build những cái big pixel cực kỳ gắt anh em ạ. Anh em thấy không? Đây là người Việt Nam build anh em ạ. Đó thì tí nữa mình sẽ để tên anh em ạ. Tí nữa mình sẽ để tên phần các ID ở phần bình luận được ghi anh em ạ. Đó thì chúng ta sẽ đến với con map top 2 của hôm nay anh em nhá. Chúng ta sẽ đến với con map top 2 anh em nhá. Ok, thì đến với con map top 2 của ngày hôm nay là một con map vẫn là với tông màu đen trắng anh em ạ. Đó vẫn build với màu đen trắng anh em nhá. Thì chắc chắn là nhiều bạn biết cái tấm này rồi, chắc chắn luôn, mình khẳng định là rất nhiều bạn biết cái tấm này. Nhưng mà cũng chắc chắn là nhiều bạn sẽ nghĩ cái tấm này là top 1 đúng không? Nhưng mà không, theo mình thì cái tấm này top 2. Còn cái top 1 sẽ là một cái khác anh em ạ. Top 1 là một cái khác, vẫn là cái của người này thôi, đó vẫn là của người này thôi. Nhưng mà mình thấy là cái kia, cái top 1 nó hay hơn, nó thú vị hơn, theo mình thôi, cái đây theo mình nhá. Với nhiều bạn thì chắc là nghĩ khác. Thì đây, mình cũng không mất thời gian nữa, mình sẽ bay lên cao này. Mình sẽ bay lên cao cho anh em coi luôn là top 1 là cái gì anh em ạ. Đó, đây, mình sẽ cho anh em coi luôn cái tấm top 1 luôn anh em này. Đấy, theo thông tin, theo tên map là cái đồ gì mình quên mất tên rồi. Mình quên mất tên cái này rồi. Đấy, anh em thấy không? Build cực kỳ gắt luôn, anh em thấy chưa? Build cực kỳ gắt luôn này. Anh em có build của con rồng luôn này, gắt không? Mình nói thật là mình không biết vẽ, mình nói thật luôn mình không biết vẽ như nào luôn. Bởi vì anh em biết ý, ngày xưa mình đi học ý, ngày xưa mình học mỹ thuật ý đấy, học ở trường có cái môn mỹ thuật không, mình toàn nhờ chị với cả bạn bè vẽ hộ rồi đó. Mình nói thật là mình không có cái hoa tay luôn, nói chung là đụng đến vẽ là mình chịu luôn. Mình nói thật là mình chịu, của vẽ người vẽ cái gì là mình chịu, kiểu như vẽ cảnh vật ý, kiểu như vẽ cảnh vật hay cái gì thì mình vẽ được, nhưng mà kiểu như vẽ những cái kiểu như này mình không bao giờ mình vẽ luôn, thề luôn. Kiểu vẽ tay ấy mình cũng không thể nào vẽ được, vẽ người mình anh em biết ý, mình chỉ biết vẽ người que thôi, người que tăm ấy, anh em biết không, biết cái người que tăm không, stickman ấy đấy, mấy người que tăm ấy đấy, vẽ đầu tròn xong rồi chân hình thẳng, tay hình thẳng chéo chéo đấy, mình chỉ biết vẽ mấy cái đấy thôi. Còn nói thật là những cái này mình không bao giờ mình vẽ được luôn, kể cả cái người bình thường ấy mà trong mấy cái chuyện tranh dễ mình cũng không thể nào vẽ được luôn anh em ạ. Đó, nói chung là mình không có khiếu về cái hội họa anh em ạ. Đó, mình không biết vẽ, nói thật luôn, mình không biết vẽ. Ngày xưa thì mình chơi Lego rất là nhiều, thì chắc là bảo build nhà các thứ thì mình còn được, chứ bảo là build một cái này thì mình chịu anh em ạ. Đó, build 3D mình cũng chịu luôn, build tượng mình cũng chịu luôn. Vì nhớ hồi trước ấy là mình có vào cái Hùng Akira ấy, hồi trước là ngày xưa bên Nimo TV, Hùng Akira có tổ chức cái giải gì nhỉ? Hùng Akira tổ chức cái giải build. Đúng rồi, thì mình vào phòng thì lúc đấy, sau khi mình vào phòng thì Hùng mới đọc chủ đề. Ông hồi ấy thanh niên Hùng bảo là build tượng Slenderman, thì thôi mình thoát luôn. Đó, mình thoát luôn. Tưởng gì chứ build tượng với cả build pixel hay build vẽ hình gì đấy mình chịu. Nói chung mình nhường slot cho bạn khác luôn đấy. Đúng cái chủ đề mình chịu luôn. Mình nói thật là build một cái kiểu đấy, kiểu là build con vật hay là build con gà, con lợn, mình chịu, mình không biết build mấy cái đấy anh em nhá. Đó, build nhà, build cửa, build đường xá, ô tô, xe máy gì thì mình build được. Nhưng mà build mấy cái đấy mình thề là mình không thể nào mình build được anh em ạ. Đó, nói chung là mình không có khiếu mình build mấy kiểu con vật, tất cả người, cái thứ đấy mình chịu luôn anh em ạ. Đó, nói chung là mấy cái đấy là mình rất là kém anh em ạ. Những cái map anh em thấy cái map Tết không? Cái map mùa xuân thế nào không? Mấy cái tượng trong đấy, cái tượng con mèo, tượng tướng quân là do mèo con nè build anh em ạ. Đó, do mèo con nè build hết đấy. Thì đây là cái tấm top 2 này đó, không luyên thuyên nhiều nữa. Thì đây là cái tấm top 2 ngày hôm nay anh em thấy không? Cực kỳ ngầu luôn, cực kỳ gắt luôn. Đây là top vị trí top 2 đây. Chiêm ngưỡng lần nữa đây, bay cao quá nó bị mất tầm nhìn anh em thấy không? Đó, đây là vị trí top 2 anh em nhé đó. Thì bây giờ là mình sẽ đến với con map top 1. Con map top 1 thì đấy, như nãy mình nói đấy, vẫn là của anh này build. Nhưng mà với cái ID khác anh em ạ, vẫn là với cái nick khác nhưng mà thực ra cùng một người. Ok,
thì không nói nhiều nữa, mình sẽ chuyển đến vị trí top 1 quán quân của ngày hôm nay anh em nhé. Ok, hiện tại là mình đang đứng trên con map mà mình đánh giá là quán quân của ngày hôm nay anh em ạ. Đây cũng là con map về pixel mà lần đầu tiên, nó thật đúng chính xác luôn, chính xác là lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng cho Minua anh em ạ. Đó là thành hồi xưa ấy, mình nhớ là hồi mình mới chơi Minua ấy. Đó, mới chơi Minua thì thanh niên GB có bảo mình là, ấy có bảo mình là em mới tìm được cái con map build đẹp lắm, cái thứ ấy, vẽ đẹp lắm. Thì mình lúc đấy mình cũng không biết là build pixel là gì, vẽ là gì các thứ. Mình bảo ơ sao là sao có thể vẽ được ở trong Minua các thứ đấy. Mình vào xem thử thì đây là cái con map đầu tiên luôn. Chính xác là con map đầu tiên mà mình biết đến về pixel anh em ạ. Đó, mình biết đến pixel là nhờ cái con map này. Thì mình cũng đánh giá đây là con map đầu tư mà mình thấy là đẹp nhất trong Minua. Nó cái con map này ấy, thì nó không phải là chỉ có một tấm mà nó tổng hợp rất rất là nhiều tấm luôn. Không chỉ có hoạt hình mà còn cả người thật và có những danh nhân trên thế giới nữa. Thì mình cũng không nói nhiều nữa, thì mình cũng cho anh em coi luôn cái con map này. Đây. Đây. Con map này vẫn là của cái anh kia, chính xác là anh, mình cũng đọc tên là anh Nguyễn Nhật. Đấy, anh Nguyễn Nhật với ID Thỏ Phê Cỏ và NCS Bon đấy. Anh em thế thì biết là NCS Bon với cả Thỏ Phê Cỏ là cùng một người anh em nhất đó. Anh em cùng một người anh em ạ, NCS Bon với cả Thỏ Phê Cỏ là cùng một người luôn. Anh em thấy không? Build cookie luôn, anh thấy không? Build cookie gấp luôn. Thấy chưa? Đây là Setsumaru ở trong Inuyasha, đây Inuyasha này. Còn ở giữa thì mình không biết, ở giữa thì mình nhìn hơi quen, mình không nhớ tên ở giữa là ai luôn. Anh em thấy không? Ở đây cái map này khá là nhiều tấm luôn. Thì mình lấy đây là Setsumaru này, đây là Inuyasha này. Ở giữa mình quên mất tên, tự nhiên mình quên mất tên người ở giữa, chắc chắn mình đọc rồi. Chắc chắn mình đọc cái chuyện này rồi, mình không biết đó. Những cái chuyện ngày xưa ấy thì mình biết nhiều lắm. Cái này mình nhìn cũng quen nhưng mình lại quên tên rồi, tê luôn. Cái này mình nhìn cũng quen này, ở trong cái gì nhỉ? Nói chuyện khá là lâu rồi nhưng mình không nhớ tên anh em ạ. Mình không nhớ tên. Phim siêu nhân thì mình không đọc nhiều chuyện, thì mình không đọc nhiều. Nhìn build cực kỳ đẹp anh em ạ. Build cực kỳ đẹp luôn. Đây là ai đây? Đây sao giống Harry Potter đấy anh em. anh em biết những cái này. Đây, những cái tấm nào mình không biết tên ấy mà anh em nào biết ấy thì đừng quên comment phía dưới anh em nhé. Đó, đừng quên comment phía dưới cho mình biết tên anh em nhé. Đó, anh em chỉ cần comment cái số phút này, cái số phút của video ấy, xong anh em comment tên nhân vật là mình sẽ biết anh em ạ. Mình sẽ tra Google, mình sẽ biết là nhân vật nào, chuyện nào anh em nhé. Đó, ví dụ đây Inuyasha này, video hiện tại là phút bao nhiêu, ví dụ phút 16 thì ví dụ 16:02 Inuyasha đấy, anh em comment cho mình biết anh em nhé. Đó, thì cái này mình không biết này, cái này mình không nhớ tên này, cái chỗ kia cũng không nhớ tên này. Đây hình như mình thấy giống Harry Potter nhỉ, không biết có phải Harry Potter không, anh cũng không biết luôn. Đây là Goku à, đây là Goku hay Kadik đấy, chắc là Goku này, đây là Goku à. Mình tự ăn gà và chạy cho nhanh. Đi bộ nó hơi vất anh em ạ, ăn gà với cả đi mặc cái áo bóng đá và chạy cho nó nhanh, di chuyển cho nhanh. Đây là cái thanh niên ở trong chuyện gì nhỉ, Full Metal Alchemist à, đúng không? Để mình không nhớ đọc như nào, mình không nhớ cái bộ anime này, cái gì mà giả kim thuật hay cái gì ấy mà có. Đây là thanh niên anh, đây là thằng anh này, thằng em là cái bộ giáp sắt ấy, thằng em nó bị nhập vào cái bộ giáp sắt ấy. Đúng rồi, mình không nhớ tên Full Metal cái gì ấy, mình cũng không nhớ tên cái bộ này, mình còn chưa xem hết cơ, mình xem được một nửa anh em ạ. Đây là gia đình Simpson này, đây là Brook Lee này, Brook Lee đây là thủy thủ mặt trăng này. Đó, thủy thủ mặt trăng này. Cái phim này ngày xưa mình xem ở trên Disney này, đúng rồi, ngày xưa mình có xem cái phim này ở trên Disney này. Cái phim này hay cực luôn, nhưng mình cũng không nhớ tên. Anh em nào biết cái bộ cái phim này là gì thì mình đừng quên comment phía bên dưới nhá. Đây có phải Freezer này, chính đây là Freezer à. Đây là ai đây, đây là ai đây, mình cũng không biết đây là ai luôn. Anh em nào biết đây là ai thì comment phía dưới cho mình biết nhá. Đó, mình cũng không biết đây là ai luôn. Đây là ai nhở? Đây là ai ta? Đây là ai nữa? Mình không biết, thực sự mình không biết. Nhìn đẹp dai kinh. Wow, đây đẹp dai thật. Cái ông này là ông nào nhìn quen nữa. Cái ông này là ông nào nữa. Ôi, bác Hồ này. Ui, anh em thấy gì không? Ui, anh em thấy gì không? Ui, view bác Hồ cực kỳ đẹp luôn. Wow, đôi, ui. Ui, build cực kỳ gấp luôn anh em ạ. Wow, không thể tin được. Wow, đúng là thánh build thật, thánh build pixel luôn. Đây, mình không biết đây giống Tony Stark à, giống Tony Stark Iron Man à, mình cũng không biết luôn đấy. Mình cũng không rõ kia là ai nhìn đẹp trai, nhưng mình nhìn quanh cực luôn. Nhìn được cái những người này mình quanh cực. Ôi, IVG à, ui, cái anh IVG mất rồi anh em ạ. Đó, bạn nào hay nghe âm nhạc ấy thì biết là IVG mất rồi. IVG mất năm ngoái hay năm 2016 hay sao ấy, mình nhớ không nhầm, mình cũng không rõ nó mất năm bao nhiêu nữa. Nhìn chung là cũng mới mất rồi anh em ạ. Đây là ai nhỉ? Mình không biết đây là ai luôn. Anh em nào biết thì comment phía dưới cho mình nhá. Đây là hình như đây là cái anh X Extension này, đúng rồi.
đây là extension này, hình như cũng mới mất này, đúng rồi, cũng mới mất. Hình như nếu mình không nhầm thì đây là extension, đúng không nhỉ? Mình không rõ lắm, mình dạo này mình ít khi coi âm nhạc các thứ nữa. Đây là ai mình cũng không nhớ luôn. Rồi. Đây thì mình cũng không chỗ này hai tên này. Các bạn trẻ, các bạn nhỏ mà dưới 18 tuổi đề nghị không coi nhá. Ui. Không, đề nghị bạn những bạn nhỏ mà dưới 18 tuổi là không được coi tấm này nhá. Ui. Đề nghị là những bạn nhỏ dưới 18 tuổi. Ôi chết rồi. Ui. Sao cái chỗ này bị dính bom nguyên tử nổ hay? Ui. Ơ, sao lại bị dính bom nguyên tử nổ này? Ui. Anh em ơi, tự nhiên bị dính bom nguyên tử nổ rồi này. Ơ, sao lại thế nhở? Wow. Ơ, sao lại thế? Ơ, hình như mình nhớ ngày xưa ở phía bên này là còn nữa đúng không nhở? Mình nhớ bên này còn nữa cơ. Hay đây là hết rồi. Ê, mình cũng không rõ là còn nữa hay không. Ngày xưa mình nhớ mình khác rồi. Sao bị dính bom nguyên tử bị nổ rồi anh em ạ? Wow, rất là đáng tiếc luôn. Mình không biết đây là ai nữa mà bị dính bom nguyên tử nổ rồi. Ôi, cái tấm này thôi nha. Ê, đề nghị anh em 18, dưới 18 tuổi không coi tấm này nha. Ok, vừa rồi là 5 con map mà mình đánh giá là build đẹp nhất dưới dạng pixel anh em ạ. Đó, đấy là 5 con map mà mình đánh giá là build đẹp nhất dưới dạng pixel ở trong Minua. Thì ngoài 5 con map đó ra thì mình có bonus thêm là 2 con map nữa, khá là thú vị anh em ạ. Đây, từ đó thì mình cũng nói luôn đây. Đây là con map top 1 này của NCS Bond nhá. Với cả hai con map này, thỏ của anh thỏ phê cỏ là cùng một người anh em đó. Đây là ba cái tấm này đều cùng một người hết nha anh em. Mèo con này top 5 ở đây. Còn một thanh niên người Trung Quốc đấy, ID 1002. Đó là top 4 thì mình có bonus thêm là hai cái map của thanh niên Sugar Liliana, hay anh em biết đến với tên là Liliana ấy. Đó thì mình thấy là hai con map này khá đẹp anh em ạ. Anh em thấy không? Mình thấy hai con map này cũng khá là thú vị luôn. Đó, thanh niên này vui cũng khá là ghê luôn đấy. Anh em thấy không? Mình cũng khá là thích mắt luôn. Mình thích nhất cái tấm này đó. Mình thích nhất là cái tấm phía sau này. Cái tấm phía sau này khá là thú vị luôn. Anh em thấy không? Ngoài ra thì mình ấn tượng nhất, mình thực sự ấn tượng luôn đấy. Mình cực kỳ ấn tượng với cái tấm này luôn. Đây, đây là cái tấm mà thú vị nhất này anh em này. Đó. Cái tấm này cực kỳ thú vị luôn. Anh em biết đây là ai không? Anh em biết nếu mà chưa biết bạn nào mà chưa biết ý, thì có thể search là Ricardo Milo nhá. Ricardo Milo nhá anh em nhá. Đó, cứ search Ricardo được đó. Anh em cứ search Ricardo được. Đấy, search Ricardo YouTube và coi nha. Nghiêm cấm là không nên coi chỗ đông người anh em nhé. Hoặc là đang có cùng bố mẹ thì không nên coi thanh niên này anh em nhé. Đó, mình thấy cái tấm này cũng khá là thú vị luôn. Anh em thấy không? Vui cũng cực kỳ gắt luôn. Ok, thì video kết thúc ở đây thôi. Anh em thì hãy đừng quên để lại một like, một share, cùng một comment. Đừng quên nút được cái video đăng ký để có thể nhận được những thông báo mới nhất đến từ Mèo Pè anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.